Hello, xin chào mọi người. Đây sẽ là một cái server mới của mình được mang tên đó là Pokemon TCG Simulator. Đây là phiên bản beta. Beta thì mình đã được một bạn ở trong cộng đồng Pokemon TCG giới thiệu cho mình một cái web như thế này. Nó có tên là pokemonsim.com, giống như các bạn đang thấy ở trên màn hình đây. Đây, thì khi mình đăng nhập vô đây, các bạn sẽ thấy được rất nhiều cái set. Những cái set Pokemon mà từ cái đợt mà base set cho tới cái mới nhất đó chính là rồi đây, đây Full Sun Strike. Các bạn có thể vào đây và mở pack liên tù tì mà không cần tốn một đồng xu nào cả, dành cho những bạn nào mà bị gì mở pack giống như mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào ngay video mới này thôi. Let's go. Đầu tiên, để coi coi mình sẽ mở cái series nào đây. Chắc là mở cái mới nhất đi, Fusion Strike. Mình cũng chưa được mở một cái pack nào hết. Thì ở đây thì nó có một cái collection này cho mình. Nếu mà mình mở ra thì nó sẽ có, ở dưới đây nó có thêm một cái list nữa nè. Nó sẽ có những cái list trong cái set này thì có khoảng 284 cái thẻ khác nhau. Thì chắc là mở sương sương 20 pack thôi. Ok, bấm lên đây. Nó sẽ ra như thế này. Mới vô đã được con một con Prelum V. Thì nếu các bạn bấm vào cái View Collection này thì các bạn sẽ xem được những cái con mà mình mở và nó có cái tỷ lệ luôn. Các bạn game xem nè. Nó có cái holographic rất là đẹp và những cái chuyển động, những cái animation của cái thẻ này nữa. Đây. Nó giống như là mình cầm trên tay vậy đó. Ok, mình sẽ mở thêm chắc là mở này 10 pack đi. Bấm vào cái Space Bar thì cũng được. Ok, bấm thử. Thêm một pack nữa. Ồ, nó tự mở cho mình luôn. Ở đây thì có hồ rè thôi. Pack thứ ba. Let's go. Ủa, không có gì chưa nhỉ? Một con Absol. Còn cái nịt nhưng mà không sao hết. Mở pack free mà. Muốn mở nhiêu mở. Những con này. Ninja V-Max. Wow. Đẹp quá vậy. Xíu nữa mình sẽ xem sao nha. Ủa, các bạn xem nè. Wow. Chu choa lấp la lấp lánh, thêm cái hiệu ứng holographic của nó nữa, nhìn đúng là mê thiệt chứ. Đây là cái web mà có thể nói là giúp cho những người mà ghiền mở pack mà không có tiền như mình thì sẽ mở liên tục vài chục pack chơi cho nó sướng, đâu cần phải biết là mở bao nhiêu đâu, cứ rảnh là mở thôi. Và nhiều người thì bắt đầu có nhiều bạn mở kha khá những cái pack này và thỏa mãn được cái đam mê của mình. Bao nhiêu bác rồi ta? Mở riết và quên luôn à. Nãy giờ được một V Max. Thì trong đây nó còn có cái tỷ lệ nữa. Sau khi các bạn mở ra thì nó có một cái chỗ. Đây. Nó có một cái chỗ để các bạn check cái tỷ lệ. Tiếp theo. Bé nào đây? Bé nào đây? Bé này có gì đây? V. Không ra gì được. Let's go. Cinderace V. Cái hit to nhất nãy giờ mình mở được là VMAX Gengar VMAX. Còn cái nịt, nhưng mà cái nịt online này không có tốn tiền nên là đâu gì phải buồn, đâu có gì phải buồn, đúng không nào? Ok, Swampert nè, mình mở được 104 lá rồi đó, trong 284 lá, còn mấy cái lá đỉnh đỉnh thì chưa mở được thôi. Có nhiều bạn là mở được lắm. À đây là Thanks for being a part of Pokemon TCG Community. Đây là một cái lời cảm ơn của cái nhà phát triển cái web này, giúp chúng ta thỏa mãn đam mê. Một con cái gì? Raboominable V. Ôi khó quá, tên dài quá, dẹp đi. Absol, nãy giờ mở được 3-4 con Absol. Lên, lên. Electro, Fusion Strike, lại là Absol. VMAX. Nope. Rồi, không có luôn. Gì đây, gì đây, gì đây, gì đây. Arcanine Wood. Red Ninja. Đây là một con Pokemon ưa thích của bạn Hữu Phát TV. Toxic City. Là một con AA đi. Rồi, không có luôn. Thiệt nào, chẳng lẽ mở bát thường đã xui rồi, trên đây nó còn xui hơn chứ anh. Không ra ta, không ra mấy con xịn xịn ta. Để đi, để đi. À, các bạn nếu thấy series này hay thì hãy like và comment bên dưới nhé.
để mình có thể ra một lần mình mở vài chục mét đi. Cinderay V cũng gọi là được. Đâu con bé này có gì? Ủa con này lạ quá, con này nhìn đẹp thế ta. Rồi không có gì hết. Thế nào? Ồ, có cái thiệt luôn. Thì sau một hồi mở thì mình đã có được khoảng đây, thẻ mà xịn nhất. À, nếu các bạn có thể mua cái thẻ đó ở ngoài cũng được. Thì có chỗ nó bán là đâu đó là 16.11 đô Rare Holo VMAX. Còn đây là những cái hit mà mình mở được trong nãy giờ. Thì để coi coi cái tỷ lệ mình mở được bao nhiêu lá rồi. Ở đâu ta, nó có một cái chỗ tỷ lệ ở đây phải không? À đây, mình mở nãy giờ được tổng cộng là 34 phát, mở ra được 340 thẻ. Thì đây là có mức độ hoàn thành được của cái set này. Total value thì cái này sao ta? À, có nghĩa là trong 34 phát này thì mình mở ra được những cái thẻ nó có giá trị khoảng vào đâu đó là 56.27. Thì cái này giống như là các bạn coi để tham khảo thôi. Thôi để mình mở thêm 6 phát nữa đi. Bạc thứ 35. Tiếp theo, có gì đây? Không có gì luôn, 36 rồi. 37. Wow, chẳng lẽ cái set này cái tỷ lệ ra những cái con hiếm ví dụ như VV Max khó như vậy sao? 38. Lên nào. Ô golem, ô con golem nó có cái gì lạ quá. Lên nào. Đấy quá. 19 rồi, 40. Bạc cuối cùng. Let's go. Rồi, ok, có vẻ như video clip lần này mở 40 pack Fusion Drive tới đây đã hết rồi. Mình sẽ gặp lại nhau trong những video sau. Và nếu các bạn thấy series này hay thì hãy để lại like và comment ở dưới cho mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.